Ai, đói quá. Ừ, đói còn gì nữa. Nhìn ra mấy giờ rồi? 12 giờ, ông đừng có nói điêu. Đói này phải làm sao? Ăn cái này á, ăn cái này mà đỡ đói được á. Bây giờ việc của người đàn ông trong gia đình là phải làm thế nào? Quay đây. Việc của người đàn ông trong gia đình khi mẹ đói thì phải làm thế nào? Đưa cho mẹ một chút ăn gì đó. Nhưng mà mẹ ông ăn bánh quẩy. Để con đi kiếm đồ ăn cho mẹ. Không đi kiếm đồ ăn. Việc của mình là gì? Đi đâu? Này đừng đánh trống lảng, đi đâu bây giờ? Đi đâu? Nói ngay, đi đâu? Đi ăn. Đi chợ gì? Mua gì? À ngủ dậy, đi chợ mua gì? Nào đi siêu thị mua rau đi. Con có ăn được cái này không? Con có ăn được cái này không? Nếu con ăn được thì làm sao? Thì con ăn thôi, còn mẹ không ăn. Này, đi chợ mua rau đi. Đi siêu thị Vinmart mua rau đi. To hay nhỏ lắm ơi. Vương con ra bắt tôm. Bắt tôm cái gì mà bắt tôm? Rau bắt tôm không ngon, nó toàn rau chợ thôi. Ra Vinmart mua. Vinmart mua. Ra Vinmart mua một gói rau cải. Không, Vinmart ở trong Bắc Nam này này. Ở đâu? Mua mớ rau cải trong Vinmart ấy. Ở đâu? Chỗ nhận nhà bạn đũa ấy, đừng có giả vờ. Đi mua mớ rau cải nhá. Úi dồi ôi, cái mặt vuông rồi.